Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với S43. Là mình muốn chia sẻ và khoe với anh em là cái con app 43 của bạn Nanji này lần này sẽ được vào lọt được vào top 16 này anh em này. Đây, cho anh em xem qua cái kèo đấu lần này. Mình thấy con app này có vẻ có tiến triển cũng kha khá, nhưng mà so với những bạn khác với server này thì nhìn chung là nó cũng kém hơn khá nhiều. Mới có 1,8 ức. Đây này, mình kéo đến cái phần đây. Kèo đấu giữa mình đây, Nanji, team Teppi, PK gặp bạn S41, VIP Vinh, team VIP Top. Chiến lược của mình là 180 triệu, chiến lược của bạn ấy bên kia là 130 triệu thôi. Với cả chơi hai đam như này thì không đỡ được mình rồi. Đam như này gặp mình thì nó sấp mặt anh em ạ. 64 triệu ăn làm sao được con pizza này của chúng tôi, 90 triệu. Mình thắng chắc. Cái tỷ lệ này mình thắng đến 100% luôn anh em. Nếu mà có 1000% ấy thì mình cũng tự tin khẳng định là được 1000% luôn. Và cái nhóm này của mình, nhóm thứ hai thì mình sẽ gặp cái bạn thắng ở nhóm thứ nhất này. Giữa DVKZ, DVKZ thì mạnh nhất là cái cụm này rồi. DVKZ lại một lần nữa vô địch thôi. 641 triệu, 6,4 ức. Cái này thì mình thua rồi. Cái phần quà mà anh em vào được cái top 16 là nhận được thêm 1000 kim cương này. 1000 kim cương thì tính ra đâu đó tầm 100.000. 100.000 Việt Nam đồng. Xịn. Quá xịn xò luôn. Em thấy ngon không? Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem qua cái con app này kỹ hơn. Đây. Con pizza một sao đỏ này, top 523. Cái này thì mình cũng đã từng review cho anh em ở trên kênh Asura Senpai rồi. Lần này mình anh nhảy sang kênh bên này mình review cho anh em nha. Đây. Sắp lên hai sao đỏ luôn, đủ phút. Bây giờ thiếu hồn đỏ nữa, hồn đỏ chắc tầm một tuần nữa, gọi là tầm một tuần nữa là đủ cho lên hẳn hai sao đỏ đánh nhau cho nó trước. Ngọc mà chỉ cái ngọc ấn ký này thiếu đúng cái cục bên trên này thôi. Góc 11 giờ là được lên 5 sao full rồi. Mình kiếm mãi không có anh ơi, thiếu đúng một cục nữa rồi này. Đó, con này tương đối ổn rồi, đạt 1 triệu đi ra. Đây là con là tăng phụ Majin Buu nha, Ma Vương Buu Sabu Kai tăng phụ thôi nên là nó không tập trung vào mấy đâu. Mà con tăng chính ở đây, con tăng chính là gì cũng thiếu một ít hồn đỏ thôi là mình cũng cho nó lên 3 sao đỏ. Phút thì không thiếu lắm. Đây có tầm 160 cái rồi. Trong kho đang còn tồn 10 cái. Thế thì phải tầm tuần nữa. Đúng rồi anh em ạ, tầm tuần nữa nha. Một tuần nữa là lên được là hai con luôn. Bây giờ nhiệm vụ là tích phút tướng ép thôi. Tích phút tướng ép thôi. Hai con này thì không có gì đặc sắc cả. Hai con này lên một sao đỏ thôi. Cũng bình thường, bộ xin. Con này bộ tam mê. Qua. Cái này ải này test không đủ đam đâu. Chơi pizza cái tầm này là nó quét ải nó không đủ đam. PVP thì lợi lắm, PVP cái tầm này VE không ăn được cơ. Càng về sau VE càng khó ăn. Từ cái tầm 200 đến 240 ấy. VE cũng chưa chắc ăn được cơ. Mình nghĩ về đến cái tầm cuối này này. Cái tầm 260 này, khi đột phá 260 thì VN em được. Chứ bắt đầu từ cái tầm level 200 đến level nhỏ hơn level 240 thì tỷ lệ ăn của pizza nó phải lên đến 99,9%. 240 đến 260 thì ăn được tầm VN ăn được pizza chắc được tầm 30%. Còn khi full level 260 thì nó lại đảo ngược lại. VN phải ăn pizza 70%, 80%. Phụ thuộc vào con bư của đội bạn nữa. Nên chơi VE bị thiệt khá nhiều anh em. Đây là anh em phải xác định chơi VE này anh em phải đầu tư tiền này. Anh em đầu tư tiền vào thì để đè tài nguyên ấy. Đè tài nguyên thì mới ăn được. Chứ không khó lắm, khó lắm. Mình đã chơi qua rồi. Mình chơi qua bên một con ác như server 39 là mình biết. Thực sự nông dân chơi VE đỏ rất khó anh em. Nên chúng ta hoàn toàn có thể chơi phi dai.
đi ra và nuôi nó. Nhưng có một cái đặc điểm là nếu anh em chơi phi ra thì anh em lại thì xong muốn đổi ve thì anh em lại phải tốn kim cương này, tốn rồng này, phải tẩy trang này, lại phải tốn mua một con tướng, hai con tướng. Ví dụ anh em xác định chơi sẵn ve rồi thì anh em sẽ không mua tướng phi ra nữa, mà anh em chơi phi ra rồi mà về sau muốn đổi thì lại tốn rất nhiều. Nhưng mà cái tài nguyên mà từ cái lúc anh em chơi phi ra đến cái lúc anh em về lết anh em muốn đổi sang thì cái hạng thi đấu là có thể nó cũng bù được cho chúng ta phần nào đó cái tài nguyên thôi, kiếm được lợi. Top 3, top 4 nó đã khác nhau hai cái viên đá thức tỉnh mỗi ngày rồi này. Nó chỉ có chênh từ top 3, top 4 thôi. Top 1, top 2 chênh cũng không nhiều lắm. Chênh kim cương nhiều. Trừ trong top 5 là ổn, theo mình đánh giá là ổn. Còn đúng rồi, đánh nhau cho anh em xem nha, anh em lên bạn top 2 bên Silver này. Kenji này như top 3 chơi ve đỏ đây. Ve đỏ mà gặp team 20 thì chỉ có ngồi khóc thôi. Trường cũng tương đối đau ấy, nên thần 210 có khác bán trường mà dụng. Nếu mà tương lai cái con ve nó mạnh thì trường chắc chắn là sẽ chết con hai con tướng này, Zaku với là vô tình cấp 3 chắc chắn là sẽ chết, bởi vì hai con đấy nó yếu, tư chất nó chỉ là tư chất SS thôi, kiểu định chết anh ạ, hai con đấy sẽ chết đầu tiên team. Một team của bạn tuổi 8x bên server của mình chiến lực cũng 140 triệu, hình như bạn này cũng gặp được cái kèo khá ngon. Kèo khá ngon là cái giải đấu lên server lần này, hy vọng cũng vào top 16 vang danh cho S43. Bạn ấy chơi team 2 đa anh ạ. Khỏe rất nhẹ nhàng thôi, đi gì vậy thôi em ơi, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em nha, bye bye anh em nha. Ui rồi ôi, nhường cho bạn tuổi 8x mà đánh bốt nhưng mà lâu quá, 9,3% này mãi không giết được con bốt nào đi để mình vào mình ăn, chậm quá anh em ạ, ghét thật sự. Bye bye, mình không thích vào tranh ấy. Mình thấy mấy em ăn rồi thì mình không phải tranh nữa, không ăn chậm quá. Bye bye anh em nha.